Nếu một người học nhiều thì đọc nhiều nên thực hành như thế nào để việc thực hành tứ niệm xứ không bị dính mắc vào những điều đã học và đã đọc? Xin thưa sư, không nghĩ là cái này nó trở thành một cái vấn đề để mà quý vị hỏng. Tại vì khi quý vị thực hành á, chỉ đơn giản là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Khi nói tới pháp hành thì quý vị phải thực hành. Khi quý vị thực hành á, thì chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta sẽ thông suốt cái chuyện là để hết những kiến thức đó qua một bên. Tự nhiên quý vị làm được thôi, tự nhiên chúng ta làm được thôi. Đó là gì? Những cái mà chúng ta vừa mới học, chúng ta đã học, chúng ta đã đọc đó, để qua một bên. Cái niệm của chúng ta đó, khi đó chỉ tập trung quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Tất cả những suy nghĩ khác ngoài ra, dù là những suy nghĩ giáo lý, dù là những suy là những cái suy nghĩ thuộc về tạng kinh, dù là một cái bài kinh nào đó nó xuất hiện ở trong đầu của chúng ta, dù là một cái tư tưởng nào đó thuộc về chánh kiến nha, nó xuất hiện trong đầu của chúng ta, thì chúng ta cũng để nó qua một bên, nó cũng không phải là đối tượng để chúng ta phải suy nghĩ suy tư và mất thời gian với nó. Chúng ta chỉ đơn giản tập trung thiết lập niệm quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Nếu như chúng ta làm chưa được đó thì nó chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta còn mới quá, chúng ta còn mới quá. Quý vị cứ thực hành nhiều, thực hành thường xuyên. Khi mà cái niệm cái định nó phát triển rồi đó thì tự nhiên sẽ làm được. Cái chuyện mà chúng ta làm được đó nó trở thành một cái chuyện tự nhiên. Nó giống như là một cái đứa bé nó hỏi một người lớn là tại sao chú tại sao anh có thể nâng được cái cây cái thanh tạ này, cái cục tạ 50 kg này, thì hoặc là nâng được cái bao gạo 50 kg này mà tại sao con nâng không được. Thì cái anh thanh niên đó, anh chỉ đơn giản anh nói là con ráng đi con lớn lên là tự nhiên con nâng được thôi. Còn bây giờ con nhỏ con nâng không được, mốt lớn tự con nâng được. Còn bây giờ con không cần phải hiểu, con không cần phải hiểu tại sao hết trơn á. Con cứ lớn lên là tự nhiên con làm được à. Cũng vậy, khi chúng ta mới thực hành á, thì chúng ta rất dễ đem những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái mà chúng ta vừa đọc vừa học được, chúng ta nhớ rồi chúng ta đem nó vào cái việc thực hành. Tuy nhiên, chỉ đơn giản, cái chuyện hết sức đơn giản là những cái suy nghĩ, những cái suy tư, những bất kỳ một cái gì nó không thuộc về thân, thọ, tâm, pháp, chúng ta dẹp hết. Để hết qua một bên, để hết qua một bên. Cứ làm đi. Tự nhiên từ từ khi mà cái định, cái niệm của chúng ta tăng trưởng thì chúng ta làm được chuyện đó hết sức dễ dàng. Ha? Còn làm thế nào để nhận biết được cái bản ngã vi tế đó thì cũng y chang như vậy. Khi mới thực hành á thì đó không phải là cái để chúng ta quan tâm đâu, tại vì khi đó cái định và cái niệm của chúng ta nó quá yếu đi ha. Cho nên là cái nhiệm vụ của chúng ta là phải thực hành, cứ thực hành tới thôi. Xin thưa đó, cái pháp hành á, nói nhiều không bằng làm nhiều. Khi làm nhiều thì tự nhiên thôi chúng ta sẽ thấy được cái ngã của chúng ta đó, nó vi tế như thế nào. Chứ còn chúng ta ngồi thì chúng ta nói mà chúng ta không có thực hành á thì nó cũng chỉ tăng thêm cái gì, tăng thêm cái sự nghe, cái sự suy tư, cái sự suy luận, nó không có tác dụng gì hết. À, cứ thực hành đó. Cho nên hỏi làm thế nào để nhận biết được bản ngã vi tế đang vận hành trong khi thực tập thì chỉ đơn giản là cứ thực hành đi. Thực hành thường xuyên, thực hành liên tục. Khi cái định cái niệm của chúng ta tăng trưởng rồi, tự nhiên chúng ta làm được chuyện đó thôi ha.